Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ, ngày 9 tây tháng 7 Thì ở Việt Nam đã bây giờ đã là ngày thứ 7, ngày 10 tây tháng 7 rồi Thì à, cuối tuần lại đến nhưng mà chúng ta thấy được là giống như cuối tuần rồi Chúng ta chưa thấy có cái đợt đâm mạnh liên quan tới giá cả Chúng ta thấy là giá Bitcoin thật ra ngày hôm nay đã có cái sự tăng trưởng Từ cái mức thấp đó là khoảng 32.100, bây giờ là khoảng 34.000 đô không giống như là những cái cuối tuần trước đó cuối tuần nào các bạn thấy được là liên tục bốn năm tuần cuối tuần đến thì giá lại có cái sự đi xuống bây giờ chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu đó cho cuối tuần này hy vọng là chúng ta có một cuối tuần như là cuối tuần vừa rồi là một cuối tuần mà có nhiều màu xanh hôm nay đó thì các bạn thấy được là bitcoin có sự tăng trưởng thì đương nhiên thị trường phần lớn là màu xanh ngày hôm nay chúng ta có một số thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn không có nhiều thông tin lắm tại vì hôm nay là ngày thứ sáu cho nên chúng ta không có những cái thông tin lớn nhưng mà cũng có một số thông tin nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến đồng Dogecoin liên quan tới đồng EOS liên quan đến Michael liên quan đến Hoa Kỳ liên quan đến Payway và một số những thông tin tương tự nhưng mà chúng ta trước hết á, nhìn chung đi thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy có nhiều màu xanh và chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn đó thì các bạn thấy được là chúng ta có đồng Bitcoin thì tăng 3,2% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà trên căn bản trong vòng 7 ngày qua thì các bạn thấy được là giá cả cũng tương tự như là một tuần trước đây Ethereum cũng vậy mà thôi các bạn thấy là phần lớn các đồng là giống như là tuần trước đó chỉ là các bạn thấy là có những đồng như đồng BNB thì thực sự đã tăng 10% trong vòng một tuần vừa qua và chúng ta thấy được là đồng XRP thì cũng xuống trong một tuần qua nhưng mà không xuống quá nhiều như mà đồng Dogecoin thì lại xuống 11,4% Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa liên quan tới đồng Dogecoin Tại vì lại có thông tin liên quan tới thuyết của Elon Musk à, Còn về đồng Polkadot thì cũng tương tự như tuần vừa rồi Các bạn thấy là Uniswap thì thực sự đã tăng 17,5% Tuy là trong vòng 24 giờ qua đó thì chỉ tăng 3,5% thôi Nhưng mà vẫn có sự tăng trưởng trong vòng một tuần vừa qua Nói chung là so với một tuần trước đây đó thì phần lớn nhiều đồng cũng có cái sự tiến triển tốt hơn nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào một cái bài viết đi thật sự mà nói là thị trường trong tình hình này đó tuy là các bạn thấy được là có ngày chúng ta lên vài phần trăm có ngày xuống vài phần trăm nhưng mà trên căn bản nhiều bạn chắc cũng đã biết rồi thị trường trong cái thời gian qua đó thực sự mà nói là cái sự dao động không có nhiều và chúng ta vẫn tiếp tục trong phạm vi từ ngày 19 tới tháng 5 cho tới bây giờ là các bạn cũng đã biết là tổng cộng là chúng ta đi trong phạm vi từ 30 tới 40 đã là 51 ngày rồi thì uh, đây là cái thời gian mà nhiều bạn cảm thấy chán nản nhất có một bài viết uh, chia sẻ ở trên uh, trang web Thuận Capital từ uh, admin của Thuận Capital liên quan đến làm gì khi mà thị trường làm bạn chán nản bao nhiêu đơn thường chia sẻ với các bạn đó thời gian mà làm cho nhiều người chán nản nhất đó không phải là cái lúc đương nhiên không phải là cái lúc mà giá cả tăng mạnh tăng mạnh thì ai cũng xôn xao nhưng mà không phải là cái lúc mà xuống mạnh lúc mà giá cả đột ngột xuống mạnh liên tục đó thị trường cũng rất là xôn xao nhưng mà đó không phải cái lúc mà mọi người đau đớn nhất và chán nản nhất cái lúc mà mọi người đau đớn nhất và chán nản nhất đó chính là cái thời gian mà giá cả đi hàng ngang một thời gian dài đó là cái lúc mà nhiều người nản nhất hay là cái lúc mà giá cả đi xuống từ từ chứ không phải là xuống nhanh xuống từ từ tuần này qua tuần nọ, tuần này qua tuần nọ giống như là năm 2018 gì đó. Đó chính là thời gian mà nhiều người chán nản nhất. Cho nên bây giờ đây là một những thời điểm mà nhiều bạn cảm thấy đã chán nản nhưng mà để thường chia sẻ một góc nhìn với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là telegram channel facebook hay là twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital của các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những cái sàn hay là có thể nhận được bonus hoặc là có thể tìm hiểu những thông tin như là đăng ký rút tín hiệu trade miễn phí tất cả những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm. thật ra về các phương diện giá cả đó thì có thể nhiều bạn cảm thấy là không có còn sôi động như là trước đây nữa. nhưng mà đây là cái tình trạng mà ngắn hạn mà thôi. tại vì các bạn cũng đã biết là giá cả đi trong cái phạm vi thu hẹp càng lâu đó thì khi mà rời khỏi đó giá cả càng có cái sự phản ứng mạnh. chúng ta đương nhiên không biết được là phản ứng sẽ lên mạnh hay xuống mạnh. nhưng mà điều mà chúng ta cần phải có sự chuẩn bị đó chính là chuẩn bị cho cả hai cái trường hợp thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thời gian bây giờ đó nếu như mà so với là trước đây đó thực sự là không có nhàm chán như là nhiều bạn nghĩ tại vì ít ra trong thời điểm bây giờ đó chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn khi mà giá cả không có sôi động giống như trước đây chúng ta không có bây giờ lại có giống như là các bạn có thể tham gia và những dự án DeFi các bạn có thể tham gia vào những cái công ty tập trung để kiếm lợi nhuận bằng cách là các bạn cho vay à, sử dụng DeFi tham gia vào những công ty như là BlockFi hay là thậm chí các bạn có thể tham gia vào Yield Farming vân vân để kiếm được lợi nhuận bằng nhiều cách khi các bạn lưu trữ tiền kỹ thuật số của mình đây là những cái sự lựa chọn mà trước đây các bạn không có trước đây đó khi mà tình hình à, không có được tốt hay là nhàm chán các bạn chỉ có thể là hô đồng hồ mà thôi không làm được gì hết thực ra năm 2021 này đã có nhiều sự lựa chọn cho các bạn và chúng ta nhìn thì thật ra nhiều bạn thích nhìn vào những cái thông tin như là nhiều người tham gia thị trường này đã trong thời gian ngắn thôi trong vòng vài tháng thậm chí là vài tuần đã kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà thật ra đó là những cái trường hợp ngoại lệ phần lớn và thật ra cái số tiền lớn được kiếm cho thị trường này đó cái số tiền mà dài triệu dài chục triệu vài trăm triệu đó là không phải kiếm trong thời gian ngắn mà kiếm trong cái thời gian dài giống như là khi đầu tư vào đó thị trường này chúng ta một lát nó riêng về thị trường của bitcoin thì bitcoin là một cái thị trường mà thật ra mà nói nếu các bạn là một người đầu tư đó các bạn cần phải có một chiến lược và chiến lược các bạn đã cần phải có cái thời gian là 4 năm trở lên tại vì thường chu kỳ của Bitcoin là khoảng 4 năm Thường sẽ giải thích thêm cái vấn đề này một lát nữa Và nhiều bạn hỏi thuận là trong thời gian này thuận làm gì Thì thật ra mà nói thuận cũng làm như là mọi khi mà thôi Trong thời gian này thuận vẫn tiếp tục trung bình giá Tại vì thuận vẫn tin tưởng vào tương lai của Bitcoin 100.000 đô là chuyện sớm hay muộn mà thôi Và điều mình thường có thể làm đó chính là trung bình giá Để có thể liên tục mua ở nhiều điểm khác nhau Để có được một cái giá tốt trong thời gian dài hạn Để đến khi mà giá cả bùng nổ như là thường đã làm từ năm 2016 mãi cho đến năm 2020 mới đây khi mà giá cả có sự tăng trưởng thì đó là lúc mà các bạn có thể kiếm được cái số tiền lớn giống như thường đã chia sẻ nhiều trong những cái video trước đây Nhưng mà nào mà chưa hiểu rõ về cái khái niệm trung bình giá đó thì có một cái video ở trên channel Thuần Capital các bạn có thể lên đây để mà tìm kiếm cái từ trung bình giá, Trả giải thích rõ ràng hơn về cái sự thật về trung bình giá để trở thành triệu phú là như thế nào cái video này sẽ rõ ràng hơn về khái niệm trung bình giá nhưng mà cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà chúng ta đầu tư vào trong thị trường bitcoin này nói riêng đó thì các bạn thấy được là bitcoin là một thị trường đã có mười mấy năm rồi thì cho dù là các bạn đã lúc tham gia vào đu đỉnh đi chúng ta nhìn vào lịch sử của giá bitcoin đây là cái biểu đồ pox cho các bạn thấy giá Bitcoin từ năm 2010 trở lên thì cho dù các bạn tham gia vào đó, lúc các bạn tham gia vào là các bạn đu đỉnh giống như chúng ta nói tới các bạn tham gia vào cái thời điểm đó là năm 2013 đi thì lúc đó cái đỉnh của thời điểm đó là 1173 thì 1173 các bạn vào các bạn mua là các bạn đu đỉnh ngay thời gian này các bạn không có trung mình giá thêm, các bạn chỉ mua và giữ đó các bạn không bán thì tình hình như thế nào thì tình hình các bạn thấy được là đương nhiên sau đó cái đợt tăng trưởng kế tiếp của năm 2017 4 năm sau đã dẫn các bạn lên tới cái mức giá có thể nhiều người không thể tưởng tượng được thời điểm đó đó chính là lên thẳng đến cái mức là 20.000 đô cuối năm 2017 thì các bạn cứ nghĩ đi từ cái đỉnh của năm 2013 các bạn đu đỉnh nhưng mà 4 năm sau các bạn đã có thể có lợi nhuận cái đỉnh kế tiếp của Bitcoin là 20.000 đô từ chỉ có là 1.100 đô mà thôi thì các bạn đã nhân bao nhiêu lần nhưng mà nhiều bạn có thể nói là làm sao chúng ta biết được đây là chúng ta nói là có ai đó có thể biết được định ở đâu mà thôi cho dù là các bạn giữ cái số lượng bình con các bạn các bạn lên tới đỉnh của năm 2017 các bạn không bán các bạn cứ lưu trữ các bạn lưu trữ nhưng mà các bạn đã lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội và các bạn lại bán ở cái mức thấp của năm 2018 có nghĩa là cái đáy của cái mùa đông năm 2018 thì thời điểm đó đó các bạn thấy được là cái thời điểm đó giá Bitcoin vẫn là 3.100 đô có nghĩa là cái mức thấp của mùa đông 2018 vẫn nhân gấp 3 lần cái đỉnh của năm 2013. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ nói ngược lại đi các bạn thấy được là các bạn tham gia vào năm 2017 các bạn đu đỉnh ở mức là 19-20.000 đô. Các bạn không mua thêm mà các bạn chỉ giữ ở đó thì tình hình như thế nào? Tình hình thì các bạn thấy được là trong năm 2021 là cái thời điểm nào khoảng 4 năm sau thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là 65.000 đô chúng ta vẫn còn chưa có biết là 65.000 đô là cái mức cao nhất hay là chưa nhưng mà cho dù đó là cái mức cao nhất gì nữa thì các bạn thấy được là chúng ta từ 20.000 đô mà các bạn đã nhân 3 lần lên tới 60.000 đô và thậm chí cái mức hiện tại cái mức mà đã giảm 50% từ cái đỉnh rồi thì vẫn là 32.000 các bạn vẫn nhân các bạn thấy được là từ 20.000 lên tới 32.000 là vẫn nhân hơn là 50% các bạn vẫn có lợi nhuận hơn 50% cho dù các bạn đu đỉnh của năm 2017 cho nên đối với Bitcoin đó thì các bạn có thời gian càng dài thì càng tốt và thật ra mà nói đó những người mà kiếm được số lượng tiền lớn đó là phải có cái tầm nhìn dài hạn trong thị trường này nếu như các bạn đã theo dõi kênh thuần khắp được ít nhất một tháng cũng đã hiểu được tiềm năng thị trường này như thế nào rồi bất cứ ai nói gì thì các bạn cũng cần phải xem những cái tài liệu coi sự thật có phải như vậy hay là không giống như là từ năm 2000 2017 khi mà có kênh này tới bây giờ đã có biết là bao nhiêu tin tức xấu liên quan tới Bitcoin Nhưng mà lòng tin của những bà nào mà theo dõi kênh này vẫn vững chắc Và cuối cùng các bạn thấy được là những gì chúng ta muốn điều cũng đã thực hiện rồi Bây giờ mức kế tiếp đó chính là những cái quốc gia chấp nhận Bitcoin lần lượt Đó là cái bước kế tiếp của Bitcoin Bây giờ chúng ta thấy được là Bitcoin đó Hồi xưa đó thì uh, chờ đợi giống như là mỗi lần mà có một cái chương trình nào nói tới Bitcoin, có một cái đài chương trình nào nói tới Bitcoin đó thì ai cũng thâu lại và chia sẻ tùm lum hết tại vì quá hiếm hoi để có thể thấy được một cái đài chương trình nói về Bitcoin bây giờ hầu như đó là chuyện hàng ngày ở trên những đài truyền hình như là CNBC, Bloomberg vân vân, đây là hàng ngày luôn, cho nên không có gì gọi là quá bất ngờ nữa. Bitcoin đã thực sự trở thành một phần của thị trường tài chính rồi. thì tất cả đều đi đúng theo con đường mà chúng ta đã nghĩ tới trong vòng bao nhiêu năm qua con đường kế tiếp đó chính là những quốc gia chấp nhận rộng rãi và càng ngày càng nhiều những công ty tham gia vào thị trường crypto này và đó là chúng ta nói tới như mà nào mà chỉ mua sau đó không làm gì hết cứ giữ bitcoin của mình và đợi tới mùa tăng trưởng kế tiếp chứ còn nếu như các bạn nói tới là các bạn chung bình giá đó là một chuyện hoàn toàn khác giống như chúng ta lấy một ví dụ đi các bạn tham gia vào năm 2017 đi các bạn là một người rất là kém may mắn các bạn vừa vô là ngay cứ đỉnh luôn ngày 17 tây tháng 12 năm 2017 thì các bạn trung bình giá ngay thời điểm đó là 100 đô một tuần đi thì các bạn thấy được là từ đó tới bây giờ đó các bạn bỏ vào là 18.600 thì các bạn bây giờ đã có 2,2 đồng Bitcoin với cái mức giá bây giờ tương đương giá hiện tại là 77.651 từ 18.000 các bạn bây giờ đã có là 77.000 rồi Bây giờ có thể như bạn nói là năm 2017 đó thì đương nhiên giá bây giờ cao hơn Chúng ta không nói tới năm 2017 chúng ta chỉ nói tới là các bạn đầu tư vào đầu năm 2020 đi Giống như các bạn là bắt đầu từ đầu năm 2020 mới đây Thì bắt đầu là từ ngày 1 tây tháng 1 năm 2020 Thì một năm qua các bạn sẽ thấy được lợi nhuận như thế nào Thì các bạn được chúng bạn chung minh giá đó Thì từ tháng 1 năm 2020 tới bây giờ các bạn đã đầu tư tổng cộng là 8.000 đô 8.000 đô đó đó các bạn cũng đã biết là năm 2020 đó là giá cả tăng trưởng thì các bạn đầu tư giá cứ tăng, giá cứ tăng thì các bạn càng mua, giá càng tăng thì các bạn càng mua ít lại hơn và sau đó giá tăng lên 65.000 rồi từ 65.000 đi ngược trở xuống chỉ còn có 33.000 thôi thì các bạn bây giờ vẫn có 20.000 đô từ 8.000 đô các bạn có hơn phân nửa Bitcoin 8.000 đô trở thành 20.000 đô cho dù là các bạn bắt đầu đầu tư từ tháng 1 mà giá đi lên sau đó là giá đi ngược trở xuống như là tình hình bây giờ các bạn vẫn có lời, cho nên đây là cái sự lợi hại của trung mình giá là một số những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn một cách nhìn khác về tình hình bây giờ mà nhiều bạn thường hay comment nói là hiện bây giờ thấy chán quá đúng là giá cả không có nhiều cái sự sôi động như là cách đây vài tháng nhưng mà đây là tình hình tạm thời mà thôi. Và đương nhiên như thường đã chia sẻ không ai có thể biết được là sau khi Bitcoin rời khỏi có mức từ 30 tới 40 thì sẽ như thế nào. Đương nhiên ai cũng muốn là Bitcoin tăng trưởng mạnh lên nhưng mà Bitcoin cũng có thể là đi cái xu hướng không chúng ta mong đợi. Nhưng mà đương nhiên đây chỉ là những cái trend ngắn hạn mà thôi. Chúng ta nhìn vào dài hạn của Bitcoin thì các bạn cũng đã thấy được là trong lịch sử giá của Bitcoin thì đi như thế nào. Và điều mà thường muốn nói với các bạn đó là các bạn có thể kiếm được tiền khi mà thị trường tăng trưởng nhưng mà các bạn muốn kiếm được cái số lớn các bạn muốn đạt được cái số lượng lớn lợi nhuận đó chính là cái thời điểm các bạn cần phải tích lũy khi mà giá cả không được tốt cũng như là nhiều bạn nói khi mà bịt con xuống không mua thì khi Bitcoin con lên lấy đâu mà bán đó là điều mình không muốn chia sẻ với các bạn